chào đời rồi. Ở ngoài này đẹp quá. Đúng rồi, nhưng mà cha mẹ chúng ta đâu nhỉ? Không lẽ chúng ta là sản phẩm vui chơi nên bị bọn họ vứt bỏ hả? Nhìn kìa, trên trời có thứ gì vậy? Nó đang rơi xuống đây. Các anh ơi, các chị ơi, mọi người bị gì thế này? Không, không, sao mọi người chết hết rồi? Tỉnh dậy đi. Sao lại bỏ đi hết rồi? Rồi em phải sống sao đây? Không lẽ em đi ở đợ rồi trà toilet cho người ta để mưu sinh qua ngày hả? Nhìn kìa, năng lượng của nhất quỷ vừa mới rơi xuống đây. Không lẽ nó đã nhập vào cơ thể của lũ trồn này hả? Không hay rồi, không hay rồi. Là lũ con người ninja, sao bọn chúng lại xuất hiện ở gần hang ổ mình chứ? Chạy thôi, chạy thôi, mình không muốn bị bắt đâu. Chào các bạn, tôi là một con trồn. Vừa mới nở ra thôi, tôi đã thấy anh chị em ruột của mình chết hết. Không lẽ là do lũ con người ninja đã đầu độc, muốn giết và bắt chúng tôi hay sao? Hả? Phía trước còn xuất hiện thêm lũ ninja nữa. Lục thật kỹ nơi này cho tao. Phải giết tất cả sinh vật quanh đây. Phải tìm được nguồn năng lượng của nhất quỷ. Năng lượng nhất quỷ là gì? Sao bọn chúng khao khát thế? Hả? Phía trước có xác hai con trồn to lớn. Không lẽ là cha mẹ của mình hay sao? Không được, không được. Phải tìm cách nào đó để nấp. Cát, chui xuống cát. Chắc có lẽ lũ ninja đó đi hết rồi. An toàn rồi. Lên lại nào. Đúng rồi, là cha mẹ của mình. Cha mẹ ơi, cha mẹ ơi. Thứ gì mình dưới lớp cát vậy? Chạy đi đâu cho thoát. Bọn tao đói lắm rồi. Đến giờ bọn tao đi săn. Tránh xa ta ra, tránh xa ta ra, tránh xa xác cha mẹ ta ra. Các người không được ăn hả? Tôi mặc dù có cơ thể nhỏ bé so với lũ sâu tử thần là trứng chọi với đá, nhưng thật không ngờ mỗi đòn tấn công của tôi là lớp cát ở bên dưới lũ sâu tử thần chuyển động và chui vào bụng của bọn chúng, xé toạc nội tạng của bọn chúng, khiến bọn chúng chết ngay tại chỗ. Mạnh quá, mạnh quá. Không lẽ con trồn đó đã có được sức mạnh của nhất quỷ? Chạy thôi. Lũ sâu khốn kiếp, đứng lại. Hả? Cái gì? Một con trồn có được sức mạnh của nhất quỷ à? Thì ra là mày. Cuối cùng tao phát hiện được mày rồi. Là một tên con người ninja khốn kiếp. Chính các người đã giết chết cha mẹ ta. Vậy thì hôm nay ta sẽ thanh toán luôn một lần. Không hay rồi. Con trồn này có thể điều khiển được cát. Không. Cơ thể của mình lớn lên rồi, lớn lên rồi. Wow, wow. Mình có thể thuần thục điều khiển được cát rồi nè. Không lẽ thứ năng lượng được gọi là nhất quỷ đang hiện hữu trong cơ thể của mình hay chăng? Có hay không? Làm ơn, làm ơn, giết chết tôi đi. Tôi đau đớn quá. Có hay không? Là một chị rắn. Trời đất ơi, sao cơ thể của chị nát hết thế này? Có chuyện gì vừa xảy ra với chị vậy? Là lũ con người ninja. Bọn chúng đang lùng tục cả khắp khu rừng này, giết rất nhiều sinh vật. Tôi cố gắng chạy thoát nhưng cũng không thoát được. Có phải bọn chúng đang tìm nguồn năng lượng của nhất quỷ hay không? Nhưng rốt cuộc thứ đó là gì? Tại sao bọn chúng lại khao khát đến như thế? Cậu có biết chuyện này à? Đúng vậy, cách đây mấy hôm tôi nghe thông tin có sinh vật thạch quỷ, tức là sinh vật chứa toàn bộ nguồn năng lượng của thế giới này, đã bị phân chia thành 9 nguồn năng lượng khác nhau, tương ứng từ nhất quỷ cho tới cửu quỷ, và rơi xuống mỗi hướng. Vậy khu rừng của chúng ta là được nguồn năng lượng của nhất quỷ rơi vào? Đúng vậy, đúng vậy. Năng lực của nhất quỷ là điều khiển cát. Tôi đau quá. Làm ơn giết tôi đi. Cho tôi chết đi. Làm ơn. Được rồi, được rồi. Sau này có cơ hội, tôi sẽ giết lũ ninja con người báo thù cho chị.
biết được toàn bộ nguồn gốc và sự thật về cái thứ năng lượng kỳ lạ đang ngự trị trong cơ thể của tôi. Tôi cũng cấp tốc chạy thật nhanh và né tránh lũ ninja con người đang lùng tục tại nơi này. Tuy nhiên cái lũ ninja đó không hề đơn giản, đặc biệt là những tên đứng đầu. Bọn chúng có khả năng cảm nhận ra nguồn năng lượng bí ẩn trong cơ thể của tôi. Mày định chạy đi đâu hả con chồn nhất quỷ kia? À, nếu không muốn chết thì giao nộp cái sức mạnh đó cho ta. Đúng không? Vậy thì lần này ta sẽ không trốn chạy nữa. Ta sẽ thay những sinh vật vô tội ở đây giết luôn lũ các ngươi. Hắn mạnh quá, mạnh quá. Không ai rồi, phải chạy thôi, phải chạy thôi. Dừng lại, tên ninja kia. Sức mạnh của nhất quỷ sẽ thuộc về ta. Là một tên con người ninja đó à? Đừng làm hại ta mà. Hãy vào cơ thể ta đi Madara. Lũ quỷ thú vô tội, nó không được làm hại bọn chúng. Cái gì? Lại là ngươi? Ta đến kia. Ta sẽ không để năng lượng của quỷ thú phục vụ chiến tranh đâu. Nhất quỷ, ngươi hãy chạy đi, đừng để rơi vào tay của kẻ xấu. Thật không ngờ con người đến ra cũng có người tốt. Tôi cũng cấp tốc chạy ra khỏi cuộc chiến trường tranh giành của các ninja con người đó và tiến thẳng vào khu rừng sâu thẳm để hòng ẩn nấp. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng. Đứng lại! Thì ra con chồn này lại là chủ thể của nhất quỷ. Lần này ta sẽ ăn thịt và hấp thụ sức mạnh của ngươi. Một con rắn hổ mang khổng lồ. Chết tiệt! Lũ ninja con người bây giờ tới lời khác cũng muốn bắt mình hay sao? Phải được, ta sẽ để cho các ngươi bắt. Ta sẽ liều mạng với các ngươi, không trốn chạy nữa. Ồ, thế à? Hay lắm. Vì ngày hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi rồi. Kể từ nay, ta sẽ là chủ thể mới của nhất quỷ. Ngươi đừng có khinh thường ta. Ta trốn chạy không phải vì ta yếu đâu, mà ta không muốn tàn sát sinh vật khác mà thôi. Đến lúc rồi, ta sẽ sử dụng toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của ta. Sức mạnh năng lượng nhất quỷ, sức mạnh của các để giết chết ngươi. Chết đi, con mạng xà bẩn thỉu, cơ hội thâm độc kia. Mình không muốn trốn chạy nữa. Wow, mình đã khai mở được sức mạnh của nhất quỷ rồi. Hay lắm. Wow, cơ thể của mình trở nên khổng lồ rồi, còn được bao phủ bằng cát nữa. Được lắm, giờ thì mình tự tin hơn rồi. Mình sẽ gặp bất cứ thứ gì muốn bắt mình, giết hết bọn chúng. Chạy đi, là nhất quỷ đó, không xong rồi. Sau khi có được cơ thể khổng lồ và cực kỳ mạnh mẽ, tôi tự tin bước ra khỏi rừng sâu. Lúc này rất nhiều ninja vẫn đang lùng tục tìm sức mạnh của nhất quỷ trong cơ thể của tôi. Tôi đối đầu với lũ ninja này và tàn sát hết bọn chúng. Một số tên ninja đứng đầu bắt đầu sử dụng nhẫn thuật. Bọn chúng còn hóa thành một dạng Susanoo cực kỳ mạnh mẽ. Bọn chúng chém vào người của tôi. Tôi tổn thương thì không sao, cơ thể nhất quỷ này bắt đầu hồi phục và lắp lại số cát bị mất đi và phản đòn ngược lại bọn chúng, khiến cho lũ con người này dần dần bị chết rất nhiều. Nhất quỷ, hãy dừng lại. Người hãy quy phục và ninh ra làng mây của bọn ta. Là một con mèo khổng lồ hai đuôi. Không lẽ nó là nhị vĩ? Chết tiệt, ta không giống như người đâu. Ta không quy phục vào con người đâu. Vậy thì ngươi đừng trách ta ra tay độc ác với ngươi. Tránh xa ta ra. Con mèo chết tiệt đây. Ta không hèn hạ, nhục nhã để bị thu phục như ngươi đâu. Ta phải tự do, ta phải sống trong rừng sâu, trở thành chúa tể muôn loài. Vậy thì bọn ta chỉ có cách giết chết ngươi mà thôi. Mau đưa lại năng lực chất quỷ đi. Được không? Thế là sau một trận chiến kinh hoàng với lại nhị quỷ, tôi và nó đều bị thương nhưng bất phân thắng bại. Chớp lấy cơ hội, tôi chạy thật nhanh và thoát khỏi nó, trốn vào trong rừng sâu. Cứ đi mãi như thế, tôi vô tình đến một khu vực sa mạc có tên là làng cát.
chịu đựng hết nổi rồi. Tôi không muốn sống với một con rùa xấu xí như bà nữa. Cái gì? Ngày xưa ông thề thốt là yêu tôi suốt đời, nên tôi mới bỏ đồng loại rùa của mình để theo một con thuần luồng như ông. Rồi bây giờ chúng ta có con, ông bỏ đi, ai nuôi nó? Bà không nuôi được thì tôi nuôi. Đi theo cha nào, cha sẽ kiếm mẹ kế cho con. Cha mẹ ơi, đừng có cãi nhau nữa. Ngày nào cha mẹ cũng lớn tiếng hết, con sợ lắm. Hay như trước đây đi, gia đình ba người chúng ta luôn yêu thương lẫn nhau. Ông thấy chưa, con của mình nó còn hiểu chuyện hơn đó. Còn ông, cái thứ già đầu mà thua đứa con nít, đã vậy vừa nghèo vừa thúi mà còn mê gái đẹp nữa chứ. Mày cầm mồm đi. Bà nói cái gì? Bà chê tôi thậm tệ như thế thì người khác sẽ còn tôi. Tôi đi đây. Không, không. Cha ơi, đừng đi mà. Thôi, con đừng níu kéo kẻ phụ bạc đó làm gì. Được rồi, hôm nay mẹ mệt quá, con một mình hay đi kiếm thức ăn về đây, sau đó mẹ nấu cơm, hai mẹ con mình cùng ăn. Mẹ ơi, mẹ bị bệnh rồi, sao hồi đó giờ con không thấy? Không sao đâu con, mẹ chỉ bị bệnh vặt thôi, con mau đi kiếm thức ăn đi. Chào các bạn, tôi hôm nay là một con rùa con nhưng lại lai thuần luồng. Trước đây lúc tôi mới nở, cha mẹ tôi luôn yêu thương lẫn nhau, gia đình tôi vô cùng hạnh phúc. Nhưng dạo gần đây, cha tôi đi kiếm thức ăn thì phát hiện một đám thuần luồng cái vô cùng xinh đẹp, sexy, ngực bự mông to. Thế là ông ấy dần dần thay đổi và cuối cùng bỏ mẹ con tôi như thế này đây. Kể từ ngày cha tôi đi, tôi cũng được vài tuổi và tôi bắt đầu đi kiếm thức ăn thay cha của mình. Nhưng về phía mẹ của tôi, bà ấy càng ngày càng bệnh nặng, ho càng ngày càng nhiều. Con trai, nghe mẹ dặn nè, sau này mẹ mà còn không sống được nữa, con hãy đi thẳng về hướng Bắc, về hướng loài rùa đó, con hãy đến đó xin sống nha. Mẹ ơi, càng ngày mẹ càng nặng thêm đó, để con đi kiếm thuốc cho mẹ. Không cần đâu, không cần đâu. Mẹ buồn ngủ quá, mẹ muốn ngủ. Không, mẹ ơi, đừng chết mà. Và rồi, tôi từ một đứa trẻ hạnh phúc, bây giờ biến thành một đứa mồ côi, không cha, cũng không mẹ. Bây giờ tôi phải sống sao đây? À đúng rồi, trước khi mẹ tôi chết, mẹ tôi bảo hãy quay về thế giới loài rùa của bà ấy ở hướng Bắc. Nơi đó có rất nhiều đồng loại rùa thân thiện, tốt bụng, chắc chắn sẽ không xa lánh tôi mà còn giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Tôi cũng cấp tốc lên đường, đi ngày đi đêm, nhưng với tốc độ rất chậm nên quãng đường còn rất là xa. Nhưng tôi quyết tâm phải tới đó cho bằng được. À, đau quá, có ai không, làm ơn cứu tôi đi, tôi không muốn chết đâu, tôi còn một bầy con nhỏ ở nhà nữa. Một lũ rắn đang tấn công một con gấu có con à. Khốn kiếp, một tránh xa loài gấu ra. Mẹ kiếp, cái thứ gì kỳ lạ thế này, dám xen vô chuyện bọn tao à, giết nó luôn đi anh em. Đau quá, con gấu kia, ông chạy đi. Không, tôi không bỏ mặc âm nhân đâu, lũ rắn chết tiệt, ta lừa mạng với các ngươi. Mình còn xong. Thứ ánh sáng lúc nãy là gì? Sao khiến đầu mình choáng quá? Lũ rắn chết hết rồi. Anh bạn gấu. Khó chịu quá. Sao người mình khó chịu thế này? Cơ thể của mình. Trời đất ơi, sao nó trở nên quái dị thế này? Wow, nước ở đâu vậy? Trong người của mình bắn ra. Thật không ngờ, mình có thể tạo ra nước như thế.
Hay quá, hay quá. Không lẽ là thứ ánh sáng hồi nãy đã làm cho mình có thứ năng lượng này? Được rồi, vậy thì mình sẽ tự tin trên con đường tìm về quê hương rùa rồi. Tôi lại tiếp tục cấp tốc lên đường, lại đi rất nhiều ngày và trải qua vô vàn chướng ngại vật. Những con quỷ cây bắt đầu ù ra muốn ăn thịt tôi, nhưng may mắn tôi có được sức mạnh từ nước, điều khiển nước để tấn công bọn chúng, giết chết bọn chúng một cách dễ dàng và vượt qua được khu vực tăm tối này. Đi mãi, cuối cùng phía trước của tôi cũng thấy được những con rùa khổng lồ. Hay lắm, hay lắm. Vậy là tôi quay về quê hương của mẹ mình rồi. Chắc chắn ở đó sẽ có rất nhiều em rùa cái xinh đẹp. Tôi nhất định phải lấy 2-3 em làm vợ mới được. Rùa ở đây bị gì thế này? Khốn kiếp, lũ quỷ cây, chính các ngươi gây ra chuyện này à? Không, không, tôi khó khăn lắm mới tìm tới đây đó. Đau quá. Có một con rùa còn sống. Hay quá. Đây, rốt cuộc mọi người bị chuyện gì vậy? Người là ai? Sao trông quái dị thế? Tôi có mẹ là rùa, cha là thuồng luôn. Mau nói cho tôi biết đi, chuyện gì xảy ra với loài rùa? Mà tại sao chỉ còn vài con bị chết ở đây? Là lũ rồng Hira. Bọn chúng đã bắt rất nhiều thành viên rùa của chúng tôi để cho chúa tể bọn chúng tẩm bộ. Chúng tôi đã chiến đấu nhưng bọn chúng rất mạnh. Khốn kiếp, giờ thì bọn chúng đang ở đâu? Tôi phải băm thay xé thịt bọn chúng ra. Ở trong khu rừng phía trước kìa. Tôi đánh không lại với bọn chúng đâu. Mặc kệ lời khuyên ngăn, tôi quyết tâm phải giết chết lũ rồng hai ra để cứu những con rùa còn sót lại. Hy vọng sức mạnh kỳ lạ kia trong cơ thể tôi sẽ giúp tôi đánh bại bọn chúng. Là lũ rồng hai ra kia. Cái thứ quái quỷ gì đây? Một cút cho khác, nơi này không phải là nơi đưa ngươi vào. Ta đến đây để trừng phạt lũ rồng hai ra khốn kiếp như các ngươi. Chết đi! To gan và bắt loài rùa của ta để làm thuốc bổ à? Không chỉ có một con mà là một bầy. Ngon quá. Tránh ra, cái thịt con rùa này là của ta. Thủ lĩnh đã cho ta rồi. Trả ra. Càng tiến sâu vào trong rừng, tôi bắt gặp rất nhiều con rồng Hydra năm đầu. Bọn chúng đang cắn xé những con rùa đồng loại của mẹ tôi, làm cho tôi càng thêm căm phẫn. Lúc này tôi không sợ hãi gì cả, một mình tôi nhảy vào chính giữa và cắn xé lũ rồng Hydra này. Thật bất ngờ, càng chiến đấu thì cái khả năng điều khiển nước và tạo ra nước trong cơ thể của tôi càng ngày càng mạnh. Ngươi có sức mạnh từ nước à? Không thể nào. Không lẽ ngươi là tiếng la hét, tiếng khóc, tiếng van xin tha mạng của lũ rồng Hydra. Nhưng tôi mặc kệ, tôi đi tới đâu thì tàn sát xó sổ lũ rồng Hydra tới đó. Và cứ như thế, tôi cũng đã vượt qua được bọn chúng, tiến thẳng vào trong trung tâm khu rừng. Ôi trời đất ơi, lúc này một cảnh tượng khiến tôi không thể nào kìm được nước mắt. Không, sao loài rùa của chúng tôi luôn sống tốt mà lại bị đối xử như thế này? Trời đất ơi, chuyện gì xảy ra với cơ thể tôi thế này? Wow, không lẽ là thứ năng lượng ánh sáng mà lúc đầu đã nhập vào cơ thể của tôi khai triển cho tôi một sức mạnh khủng khiếp hơn? Hay lắm. Vậy thì tôi sẽ tìm tên chúa tể của loài rồng Hydra, giết chết hắn để báo thù cho loài rùa. Ngon quá, thịt rùa đúng là hảo hạng. Cái thứ gì đây? Đồ chết tiệt, ta sẽ giết ngươi. Một con rùa quái gì khổng lồ à? Hả? Ba chiếc đuôi? Ngươi là Tam Vĩ. Ta là gì
mặc kệ ta. Người to gan dám sai thuộc hạ bắt Laru để ngươi tẩm bộ. Hôm nay ta sẽ báo thù cho họ, tiêu diệt cái thứ bẩn thỉu như ngươi. Dừng lại đi tam quỷ. Ta không biết đây là đồng loại của ngươi. Hãy bỏ qua cho ta. Chúng ta sẽ kết hợp với nhau, sau đó đi tiêu diệt những quỷ thú khác, lấy năng lượng của bọn chúng. Sau đó chúng ta sẽ làm bá chủ thế giới này. Chịu không? Chịu không? Ngươi đừng có mơ. Ta không bao giờ kết hợp với kẻ đã làm hại đồng loại ta đâu. Ngươi nãy giờ nói quá nhiều rồi đó. Đến lúc ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục, để ngươi phải chịu tội trước đồng loại ruột của ta. Bẹt kìm, ta mời ngươi mà ngươi dám từ chối à? Vậy được, hãy xem phân thân của ta sẽ xác ngươi như thế nào đây. Chết đi. Nhìn kìa, nhìn kìa, con quái vật thất quỷ đã bị giết chết rồi. Hả? Sao lại xuất hiện thêm một con tam quỷ nữa? Đừng làm hại chúng tôi, đừng làm hại chúng tôi. Hả? Hay quá, hay quá, không còn nhiều rùa cái còn sống. Tôi cũng là rùa đây. Đừng hoảng sợ, tôi đến đây để bảo vệ mọi người đó. Được rồi, mọi người hãy theo chân tôi sẽ đưa mọi người về quê hương của chúng ta.